Xin chào quý chị và các bạn, thì hôm nay em sẽ lên sóng cho anh chị chiếc xe nó vua phân khúc chạy dịch vụ luôn, chiếc Hyundai Grand 10 phiên bản số sàn bản bay. Đó, một chiếc xe giá cực kỳ tốt và đủ rộng rãi cũng như độ bền bỉ và đẹp để cho quý anh chị có thể mua về để chạy dịch vụ trong thời tiết nó sắp tới mùa hè nắng nóng như này. Thì chiếc xe này bên em đang bán với mức giá cực kỳ là ưu đãi, được giảm tiền mặt và được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, cũng như là một bộ phim cách nhiệt 3M bảo hành chính hãng và trải sàn da bọc vô lăng. Đó, chiếc xe mang nước sơn màu trắng, có tay nắm cửa thì là được sơn màu đen, rồi có gương cũng màu đen. Đó, vành thì là răng thép, cũng được ốp là răng nhựa bên ngoài. Xe thì được trang bị cơ bản thôi. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang bán cho anh chị với mức giá là 333 triệu và có duy nhất một chiếc màu trắng giao ngay. Xe được sản xuất là năm 2024, được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, không kinh doanh cho quý anh chị. Đó. Chiếc xe thì có những trang bị nào thì em sẽ vừa cùng với anh chị sẽ cùng đi review qua nhé. Về phần nội thất trước đi, thì xe được trang bị với tông màu nội thất là màu đen có chỉ đỏ. Ghế da thì ở đây thì nó là 1 phần 2 ghế da, 1 phần 2 ghế nỉ. Trên chiếc vô lăng gọi là bọc nhựa 4 chấu này thì cũng chẳng có cái phím nào cả đâu. Và chúng ta sẽ có hệ thống cửa gió được thiết kế thể thao này, có viền đỏ này. Cửa của chiếc xe này thì đóng rất là chắc chắn. i10 thì nổi tiếng với độ ổn định này, không lỗi vặt và độ rộng rãi cũng như là nhất phân khúc. Thì từ trước đến nay thì các anh em lái dịch vụ thì cũng tin dùng i10 được rất là nhiều năm rồi, từ những phiên bản nhập Ấn đến những cái phiên bản lắp ráp tại Việt Nam. Thì chiếc xe này đã là thế hệ thứ ba của bên em rồi, suốt từ những năm 2014. Vâng. Chiếc xe thì được trang bị điều hòa chỉnh cơ và chưa được trang bị màn hình. Về màn hình này thì anh chị có thể độ thêm với mức chi phí rất là phù hợp, một chiếc màn hình Android và có tích hợp cam lùi bây giờ nó chỉ rơi vào khoảng 4 triệu đến 4 triệu rưỡi là ok rồi, dùng rất là tiện nghi. Và chỉ đường đi những cái nơi trên mảnh đất Việt Nam rất là tốt. Ở đây thì sẽ có là điều hòa chỉnh cơ, cần số thì là đây ở i10 được trang bị với hộp số sàn 5 cấp và một số lùi. Cùng em đến với hàng ghế thứ hai nhé. Hàng ghế thứ hai của i10 thì cũng rất là rộng. Hàng ghế thứ hai thì có độ ngả lưng ghế tốt này. Đó, độ ngả lưng ghế tốt. Và i10 hàng ghế thứ hai thì anh chị có thể là gập phẳng được. Đó, gập phẳng được thì có một cái lợi thế là anh chị có thể chở được nhiều hành lý hơn vào cốp và có thể để hành lý và để hàng lên hàng ghế thứ hai nữa. Đó. Ở hàng ghế thứ hai thì có những cái hộc để đồ tiện nghi như là để chai nước cũng như là để vật dụng cá nhân đi kèm. Hàng ghế thứ hai thì có cửa gió điều hòa và có tích hợp cổng sạc USB. Đó, cổng sạc này thì giúp cho anh chị là có thể giải trí cũng như là sạc điện cho các thiết bị điện tử của mình có thể làm việc tiện hơn khi mình ngồi trên xe. Đây, cái vấn đề quan trọng nhất cho anh em chạy dịch vụ đó là tiêu hao nhiên liệu. Thì ở đường kết hợp, chiếc xe tiêu hao ở mức là 5,4 lít trên 100 cây, trong đô thị là 6,8 lít. Và đường ngoài đô thị hay là còn gọi là đường cao tốc thì với mức tiêu hao nhiên liệu rất là tốt, 4,6 lít. Đó, anh em nào chạy khéo thì có thể là không đến. Đến với phần đuôi xe thì đuôi xe của i10 thì được trang bị cũng đầy đủ các loại đèn như là đèn xi nhan, rồi đèn lùi và đèn hậu. Đó, đèn hậu dưới đèn gầm này thì là biểu tượng thôi. Cam lùi và cảm biến lùi cũng chưa được trang bị vì là bản bay cho nên nó sẽ thiếu một số cái tính năng như vậy. Thì cam lùi thì anh chị có thể lắp theo đầu đầu Android, còn cảm biến lùi thì lắp ở hãng em hay lắp bên ngoài thì đâu đó nó chỉ rơi vào khoảng hơn 1 triệu một chút thôi. Về phần thân xe đấy thì em đã nói qua, và đây thì xi nhan được tích hợp ở phần thân xe, tay nắm cửa với gương thì cùng màu, vâng, màu đen. Về phần đầu xe thì sẽ có cụm đèn pha cốt với bóng chiếu là halogen, kiểu chiếu là phản xạ đa hướng. Đây là pha cốt chung bóng thưa quý anh chị. Thì kiểu chiếu halogen phản xạ đa hướng thì nó cũng có cái lợi thế là giúp cho ánh sáng nó rộng, và ánh sáng đèn halogen thì nó đi trong trời sương mù và trời mưa thì nó cho cái tầm nhìn rất là tốt.
tôi hơn đèn LED. Đèn sương mù thì cũng chưa được trang bị. Cái đèn sương mù này thì anh chị có thể độ thêm cho em là một có thể là độ bóng LED hoặc là bóng halogen, thì cái chi phí của nó cũng chỉ vài triệu thôi. Cái này thì vì chiếc xe chạy dịch vụ và hướng đến những cái gì nó tối giản nhất thì i10 phiên bản MTB này nó cũng chỉ được trang bị như vậy, cũng hoàn toàn là phù hợp với giá tiền. Đó. Thì với giá lăn bánh thì anh chị có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại em để trên màn hình, em có thể báo giá chuẩn theo từng vùng miền và áp mức thuế khác nhau, ví dụ có mức thuế 10% và 12%. Lãi suất thì hiện tại trả góp thì bên em có hỗ trợ là vay tối đa là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm. Lãi suất thì cực kỳ ưu đãi, thấp nhất hiện tại bây giờ là lãi suất cố định trong 12 tháng đầu là khoảng gần 0,5% một tháng, còn coi nữa là cố định trong vòng 3 năm thì nó rơi vào khoảng là 3 năm, em xin lỗi, là khoảng 0,6263% trên một tháng. Đó, phí trả trước thì là năm đầu là 3%, năm thứ hai là 2% và năm thứ ba 1%, từ năm thứ tư trở đi là miễn phí. Thì em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin quý anh chị cho em một like, một comment và đăng ký kênh để kênh của em có thể hoàn thiện được tốt hơn. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.